Cảm ơn Chúa. Quả thật, Chúa Ngài đã nói rằng loài người ở một mình là không tốt. Và chính vì vậy Chúa Ngài đã thiết lập hôn nhân. Hôn nhân là do chính Chúa Ngài thiết lập. Và để bày tỏ tình yêu của Chúa đối với mọi chúng ta, và qua hôn nhân, chúng ta cũng sẽ yêu nhau như chính Chúa đã yêu chúng ta. Và buổi sáng ngày hôm nay, tại Hội Thánh Nguồn Sống, chúng tôi rất là vui mừng để tiến hành hôn lễ cho hai bạn Nguyễn Chiến Thắng và cô Christina Ngô. Bây giờ chính thức hôn lễ của hai bạn xin được bắt đầu. Xin mời hai em thắp nến, Linh Mai và Candice Trần. Dạ, và tiếp theo đây, tôi xin trân trọng kính mời Mục sư chủ lễ Nguyễn Huy Bân và Mục sư phó chủ lễ Quỳnh Văn Sang tiến bước vào thánh đường. Xin trân trọng kính mời phụ thân và thân mẫu của
cô dâu và chú rể, ông Nguyễn Huy Hoàng và bà Lã Thị Thu Hiền tiến vào. Dạ, xin trân trọng kính mời thân mẫu của cô dâu bà Sara Ngô tiến vào thánh đường. Tiếp theo xin mời chú rể Nguyễn Chiến Thắng tiến vào. Xin giới thiệu phụ dâu chính và phụ rể. Đó là em Rich Trần Quỳnh, đó là phụ rể chính, và em Phúc Nguyễn là phụ dâu chính. Xin mời cặp phụ dâu phụ rể tiếp theo, đó là Joshua Hồ và Thảo Nguyễn. Cặp phụ dâu phụ rể tiếp theo đó là Vincent Bendy và Khanh Nguyễn. Xin mời cặp đôi phụ dâu phụ rể Philip Nguyễn và Oanh Nguyễn. Tiếp theo là hai bé sẽ cầm nhẫn, đó là bé Gideon Nguyễn và em Ma Nguyễn. Và xin mời hai em bé
hoa, đó là mặc khi gì là đào và mặc khi là đào. Tiếp theo đây là khoảnh khắc rất tuyệt vời. Đó là chúng ta xin mời hội chúng ta đồng đứng lên và chúng ta hãy hướng ánh mắt của mình về cánh cửa bên dưới. Và xin chào đón cô dâu Christina Ngô và phụ thân của mình là mục sư Daniel Ngô. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah. Chúa Jesus, theo vui mừng tương lai.
Kính thưa hội thánh và hai họ, chúng ta hiệp lại cùng nhau trong ngôi thánh đường này trước sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời kính yêu là cha của chúng ta để cử hành hôn lễ cho cậu Nguyễn Chiến Thắng và cô Christina Ngô trong sự thánh khiết của hôn nhân. Hôn nhân giữa người nam và người nữ là sự kết hợp cao quý và hoàn hảo của Thiên Chúa để dạy cho chúng ta về sự liên hiệp mầu nhiệm giữa Đấng Christ và hội thánh của Ngài. Để Đức Chúa Trời ban phước cho hôn lễ của đôi bạn sáng hôm nay, tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lạy Cha từ ái của chúng con, trong thánh ý của Ngài, Chúa đã kết hiệp hai bạn Thắng Nguyễn và Christina Ngô để các bạn trở nên đôi tân hôn trong buổi sáng hôm nay, và họ dẫn nhau đến trong ngôi thánh đường này trước mặt Chúa và hội thánh để xin làm hôn lễ, và họ sẽ kết ước với nhau thề nguyện đến suốt cả cuộc đời còn lại sống trong sự yêu thương, trong sự kính sợ Chúa và sống trong hôn nhân mà Đức Chúa Trời kết hiệp họ với nhau. Con cầu nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời hiện diện tại nơi đây chứng giám cho buổi lễ thành hôn sáng hôm nay của đôi bạn. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước trên gia đình hai họ, trên đôi bạn, trên hội thánh của Ngài và trên mọi chương trình của hôn lễ được diễn ra từ giờ đầu đến giờ cuối trong sự tốt lành của Ngài. Nguyện Chúa cho chúng con có một buổi sáng thánh nhật được thỏa dạ trong tình yêu, trong ân điển của Chúa và trong sự ban phước tốt lành của Ngài qua hôn nhân của các bạn. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin hội thánh cứ đứng. Và giờ này trân trọng kính mời hai thân mẫu của cô dâu và chú rể tiến bước lên đây để đốt hai ngọn nến ở giữa. Trước sự hiện diện của Thiên Chúa và Hội Thánh, đôi bạn Nguyễn Chiến Thắng và Christina Ngô sẽ có sự kết ước với nhau trong giao ước hôn nhân để được yêu nhau và sống thủy chung với nhau cho đến suốt cuộc đời theo lời Chúa dạy. Với tư cách là mục sư quản nhiệm của Hội Thánh, tôi mục sư Nguyễn Hy Bân được ủy thác của gia đình hai họ và cha mẹ đôi bên, cùng với mục sư phó quản nhiệm Huỳnh Văn Sang là người sẽ cử hành hôn lễ cho hai bạn theo nghi thức của người Cơ Đốc giáo, là những người có niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Xin mời hai họ và hội thánh đồng an tọa. Giờ này tôi xin mời cô dâu và chú rể đứng lên và mời tất cả các bạn phụ dâu phụ rể cùng đứng lên. Xin chú rể đưa cô dâu tiến bước lên vị trí bên trên để chúng ta chuẩn bị cử hành hôn lễ trong giờ phút này. Mời chú rể phụ và cô dâu phụ xin bước lên trên cái tam cấp đứng bên này. Và tất cả các cô dâu phụ, rể phụ khác đứng bên dưới theo một cái hàng. Dạ. Yeah.
Mời tất cả các cô dâu, phụ, rể phụ đứng bên dưới. Với tư cách mục sư quản nhiệm và chủ lễ của hôm lễ hôm nay, tôi xin ủy nhiệm cho mục sư phó quản nhiệm Huỳnh Quang Sang sẽ đến để cử hành hôm lễ cho hai bạn theo nghi thức của Hội Thánh Chúa. Dạ, trân trọng kính mời mục sư Sang. Cảm ơn mục sư Nguyễn Hiệp Bân. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, sáng hôm nay tôi rất là vui mừng được cơ hội góp phần để cử hành hôn lễ cho cô dâu chú rể. Dạ, xin chào hai họ, bạn bè thân yêu của cô dâu chú rể và toàn cả hội thánh. Xin Chúa Ngài chúc phước cho chúng ta thời giờ trọng thể còn lại sau đây ở trong ơn của Ngài. Trước khi cử hành hôn lễ, trước mặt Đức Chúa Trời và Hội Thánh Chúa, có điều gì cản trở hai bạn đến với nhau trong giờ trọng thể này không? Dạ, cảm ơn Chúa. Giờ này tôi xin giới thiệu chủ hôn họ nhà trai. Ông bà Nguyễn Huy Hoàng là cha mẹ của cậu Nguyễn Chiến Thắng. Xin mời ông bà đứng lên. Có phải ông bà đã bằng lòng cưới cô Christina Thiên An Ngô cho con trai của mình không? Dạ, cảm ơn Chúa. Giờ này tôi xin giới thiệu chủ hôn họ nhà gái. Ông bà Ngô Hoài Nở là cha mẹ của cô Christina An Ngô. Dạ, xin mời ông bà có thể đứng lên. Dạ. Tôi xin hỏi, có phải ông bà đã đồng ý gả con gái mình cho cậu Nguyễn Chiến Thắng? Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn hai họ. Xin mời quý vị ngồi. Bởi sự đồng ý của cha mẹ đôi bên, cùng với sự cho phép của các mục sư và ban nhân sự hội thánh, hôn lễ của cậu Nguyễn Chiến Thắng và cô Krishna Thiên An Ngô được cử hành trong giờ trọng thể này. Về mặt pháp lý, cô cậu đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn và đã có giấy chứng nhận của tòa án theo luật của tiểu bang và luật lệ của Hội Thánh Chúa. Về phần tôi sẽ chịu trách nhiệm ký vào giấy hôn thú sau khi tiến hành buổi lễ hôn phối hôm nay. Xin hỏi chú rể, anh Nguyễn Chiến Thắng, anh có đồng ý nhận cô Christina Ngô làm vợ của mình không? Dạ, con đồng ý. Anh có đồng ý yêu thương, chăm sóc, hướng dẫn và cùng cô Christina đi trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời không? Dạ, con đồng ý. Anh có hứa rằng dù trong khi khỏe mạnh hay trong lúc ốm đau, giàu vui hay buồn, khi giàu có hay lúc nghèo hèn, thì anh vẫn chăm sóc và yêu thương cô Christina Ngô cho đến suốt cả cuộc đời của mình không? Dạ, con đồng ý. Anh có sẵn lòng tin cậy và tin tưởng hoàn toàn nơi cô Christina Ngô trong mọi điều hay không? Dạ, con đồng ý. Cầu xin Đức Trời giúp anh giữ vẹn những hứa nguyện này. Dạ. Xin hỏi cô dâu, cô Christina Ngô, cô có bằng lòng nhận anh Nguyễn Chiến Thắng làm chồng của cô không? Cô có bằng lòng hy sinh để chăm sóc và lo lắng cho sự an toàn của chồng mình không? Và làm cho anh được hữu dụng trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời không? Cô có bằng lòng hứa để yêu thương, chăm sóc anh Nguyễn Chiến Thắng hay không? Cho dù đau ốm hay trong lúc khỏe mạnh, trong sự giàu có hay trong cảnh nghèo hèn, cô vẫn luôn luôn tôn trọng và chân tình với anh Nguyễn Chiến Thắng cho đến suốt cuộc đời mình chăng? Cầu xin Đức Chúa Trời giúp cô giữ vẹn những hứa nguyện này. Và để xác nhận lời giao ước của mình, cô có kỷ vật gì
làm chứng cho lời hứa nguyện của mình chăng? Sau đây chúng ta sẽ bước vào nghi thức trao nhẫn. Cầu nguyện chiến thắng và cô Christina An Ngô muốn dành thời giờ này để trao nhẫn kỷ vật nhằm tỏ bày tình yêu của hai bạn đối với nhau. Và đây là đôi nhẫn hai bạn sẽ đeo vào tay nhau để mọi người đều thấy. Và đó là bằng chứng rõ ràng để bày tỏ tình yêu thương của hai bạn đối với nhau. Xin chú rể và cô dâu có thể đứng và đối diện mặt với nhau. Anh Nguyễn Chiến Thắng trao cho em chiếc nhẫn này và lấy em làm vợ. Trong danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Amen. Anh Nguyễn Chiến Thắng, đây là chiếc nhẫn em trao cho anh là bằng chứng của tình yêu chúng ta. Em nguyện giao cuộc đời của em trong tình yêu của anh. Em xin nhận anh làm chồng nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Và trong Giăng đoạn 4 câu số 6, lời của Chúa nói rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương và tình yêu Chúa Giêsu dạy mỗi một chúng ta là phải yêu thương và hy sinh. Và chính Chúa Giêsu Ngài đã làm điều đó bằng cách hy sinh chính thân thể Ngài trên thập tự giá cho chúng ta. Giờ này không biết hai bạn có lời hứa quyền trao cho nhau thì xin hai bạn. Anh Nguyễn Chiến Thắng lấy em Christina Thiên An Ngô làm vợ. Anh xin hứa với em là vợ của anh sẽ yêu thương em, luôn luôn sẽ chăm sóc em, sẽ lo lắng cho em, bảo vệ em. Anh sẽ đứng về phía em cũng như luôn bên cạnh em trong mọi sự. Với gia đình của chúng ta, nếu sau này mình có con, anh hứa anh sẽ chăm sóc cho gia đình của chúng mình, sẽ lo lắng cho con của mình. Anh sẽ xây dựng một gia đình với Chúa là chủ, là người dẫn dắt cho gia đình chúng ta. Và gia đình chúng ta sẽ ở dưới Chúa. Anh nguyện xây dựng một gia đình hạnh phúc. Và anh hứa với em rằng với gia đình của em, ba mẹ Nở và Ngọc, anh hứa rằng ba mẹ của em cũng sẽ là ba mẹ của anh. Anh cũng sẽ yêu thương ba mẹ em như ba mẹ của anh, chăm sóc cũng như là kề vai sát cánh cùng với gia đình của em trong mọi sự. Anh Nguyễn Chiến Thắng, những ngày qua để chuẩn bị cho đám cưới chúng ta thì thật rất bận rộn. Em thiết nghĩ nếu không có anh bên cạnh thì em sẽ rất là lo lắng. Em cảm ơn Chúa đã cho chúng ta gặp nhau và yêu nhau như ý Chúa muốn. Em nghĩ rằng giờ đây em có nói ra bao nhiêu lời nữa thì cũng sẽ không bao giờ đủ ý nghĩa bằng hành động của em
để chứng minh tình yêu của em dành cho anh. Em sẽ ở bên cạnh anh suốt cuộc đời này. Nhưng giờ trước mặt Chúa, em muốn hứa với anh dưới sự chứng giám của ba ngôi Đức Chúa Trời rằng em nguyện sẽ chung thủy trọn đời bên anh. Em hứa rằng dù anh không hoàn hảo thì em cũng sẽ dùng tình yêu thương của Chúa để yêu thương anh hết lòng. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta thờ phượng là một đấng hoàn hảo. Em hứa rằng em sẽ chăm sóc cho anh và gia đình bé nhỏ của chúng ta trong tương lai hết lòng. Em hứa rằng em cũng sẽ dùng chân lý của Đức Chúa Trời để dạy dỗ cho con cái của chúng ta, để dòng dõi của chúng ta mãi mãi được phước. Và em cũng hứa rằng em sẽ coi ba mẹ anh như ba mẹ em, và em sẽ hiếu thảo với gia đình chúng ta. Và một trong những điều quan trọng nhất là em hứa sẽ không nóng giận với anh quá lâu cho đến khi trước khi mặt trời lặn. Nguyện xin Chúa ở cùng chúng ta luôn luôn trong mọi con đường chúng ta đi từ đây cho đến ngày chúng ta trở về cùng Chúa. Em biết rằng anh rất ít khi nói anh yêu em, nhưng em sẽ nói đủ cho cả hai chúng ta rằng em rất yêu anh. Cảm ơn Chúa, cảm ơn hai bạn. Xin mời hai bạn có thể quay mặt hướng về Hội Thánh Chúa. Xin mời cô có thể mở lúc. Mời hai bạn có thể quay đầu hướng về Hội Thánh Chúa. Nhân vì cậu Nguyễn Chiến Thắng và cô Christina Ngô đã long trọng tuyên hứa giao ước tình yêu vợ chồng và công khai xác nhận điều này trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, Hội Thánh và hai họ, nên tôi cậy quyền của Hội Thánh Đức Chúa Trời đã quy thác cho tôi mà tuyên bố rằng cậu Nguyễn Chiến Thắng và cô Christina Thiên An Ngô đã nên nghĩa vợ chồng nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Amen. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Giờ này hai bạn có thể quay đầu trở lại với nhau. Hướng mặt với nhau và có thể tiến bước lên đây quỳ gối tại băng ghế này. Và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn. Ngày này tôi xin mời mục sư chủ lễ Nguyễn Hy Bân tiến bước lên đây cùng tôi để cầu nguyện cho đôi tân hôn. Một lần nữa xin mời Hội Thánh Chúa chúng ta đồng đứng lên và hiệp chung với chúng tôi cầu nguyện cho đôi tân hôn mới này. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời là Cha dẫu chúng con. Sáng nay Hội Thánh Chúa được có mặt ở tại nơi thánh đường này, chứng kiến một cặp vợ chồng trẻ mà Ngài đã hiệp một họ với nhau ở trong tình yêu của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Và chúng con cầu nguyện những điều gì mà đôi vợ chồng này đã hứa nguyện cùng Ngài và hứa nguyện với nhau thì xin chính lên Ngài giúp đỡ để họ làm trọn sự hứa nguyện này cho đến ngày mà Chúa chúng con trở lại. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện xin thánh linh Ngài dẫn dắt trên đôi cặp vợ chồng này mỗi ngày, mỗi bước đường của họ để họ biết nương náu, biết nhờ cậy nơi Ngài trong mọi công việc họ làm. Chúng con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện ôi để cho vợ chồng càng yêu mến Chúa nhiều hơn, kính sợ Ngài, và vợ chồng sẽ tiếp tục ở trong sự hầu việc Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện cho cuộc sống mới của họ ở trong sự dẫn dắt, sự chúc phước trong ơn của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài thật nhiều. Ngài ở cùng, Ngài chúc phước, Ngài mở đường, Ngài cung cấp cho tất cả mọi sự cần dùng ở trên cặp vợ chồng mới này về phần đời sống tâm linh cũng như đời sống vật chất mỗi ngày. Ngài Chúa, chúng con cảm ơn Ngài thật nhiều.
Chúng con vui mừng những điều mà sáng nay dân sự của Chúa được chứng kiến ở trong sự chúc phúc của Ngài trên đời sống của Chiến Thắng và Christina Ngô. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúng con trình dâng hai bạn trẻ này, cặp vợ chồng mới này ở trong sự chúc phước và dẫn dắt của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài và chúng con hiệp chung với nhau ở trong sự cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Chúc phước cho hôn nhân của các bạn. Có Chúa ở giữa. Con chúc phước cho hôn nhân của hai bạn được ở trong sự quan phòng của Chúa cho đến trọn cả cuộc đời. Con chúc phước để dòng dõi hậu từ của họ được dạy dỗ trong lời của Chúa, trở nên kính mến Chúa, thờ phượng Ngài, và từ nơi họ sản sinh ra một dòng dõi hầu việc thờ phượng Ngài. Cầu xin ba ngôi Đức Chúa Trời ở giữa đôi bạn này, ở trong gia đình của họ. Ngài là đấng hiện diện từng giờ phút, từng ngày giờ trên đời sống của hai bạn, và giúp hai bạn làm thành lời hứa nguyện trước mặt Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Giờ này xin mời hai bạn có thể đứng lên, tiến bước lên phía trên đây để thắp nén hiệp nhất. Ý nghĩa của lễ thắp nén này là kể từ nay hai bạn cùng nhau thắp nén lên cuộc sống mới cho tình yêu của mình, cùng nhau tạo nên một gia đình mới, một tổ ấm đầy yêu thương, đầy hạnh phúc, được tỏa sáng bởi lòng yêu Chúa và yêu nhau của hai bạn. Xin mời hai bạn và xin mời Hội Thánh Chúa chúng ta an toàn. Hát lên lời cảm ơn.
cùng hát khúc ca yêu thương suốt đời, luôn quan tâm và mãi sẽ chia cho nhau. Chúa ban làm tươi mới mỗi trái tim, tình yêu Cha ban cho, ôi sao tuyệt vời, hạnh phúc mãi trong nhà Cha. Tình yêu Cha ban cho, ôi sao tuyệt vời, hạnh phúc mãi trong nhà Cha. Giờ đây xin mời cô dâu và chú rể chúng ta có thể nhìn mặt đối diện với nhau. Giờ này xin mời hai bạn có thể trao nhau nụ hôn. Này hai bạn có thể quay mặt hướng về Hội Thánh Chúa. Giờ đây tôi xin trình diện gia đình mới, anh Nguyễn Chiến Thắng và cô Christina Thiên An Ngô trước Hội Thánh và hai họ. Kể từ nay hai bạn không phải là hai nữa mà chỉ một mà thôi. Amen. Ta đồng đứng lên.